Xin chào mọi người ha, chúng ta đã gặp nhau đâu. Mình là Tùng Dũ. Thì sau khi ra clip mà có nên mở vòng nách trong thời điểm này hay không á, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề, đó chính là công thức để giúp cho các bạn có một ngày khai trương thật là mỹ mãn và thật là đông khách. Thì trước khi đi vào clip thì các bạn hãy xem qua clip ở này nha. Thì đó, khi bạn đã thấy á, thì đây là một trong những phòng máy mà nó từng làm việc với mình. Khách rất là đông mọi người ạ. Không có chỗ để xe luôn mọi người ha. Khách mà nó đứng ngoài đường tràn lan luôn á. Thì trong khoảng 8-9 năm mình làm việc á, thì có những trường hợp mà bất khả kháng, biết đâu không? Đó chính là công an đến họ dẹp luôn, họ không cho khai trương nữa. Họ kêu là giải tán, không có khai trương, không có đánh, không làm sự kiện nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chủ của máy á, họ không tính toán được đến cái mức mà quá đông đi, đến mức quá tải, không có chỗ để xe này, không làm việc tốt, không quan hệ tốt với phường này, làm việc với công an này, không có gọi là giao hảo tốt với hàng xóm. Bởi vì có những nơi á, họ mở đúng những nơi mà kiểu như là những gia đình mà gọi là công nhân viên chức mọi người ha, kiểu như là người khó tính lắm. Họ thấy đông họ sẽ ồn ồn ào, họ ghét là họ gọi điện thoại của công an là phản ánh là gây mất trật tự xã hội, là bị hốt lên á. Vì vậy á, các bạn phải tính toán đến trường hợp là với cái mặt bằng như vậy á, các bạn sẽ chứa được tối đa bao nhiêu người và chỗ để xe sẽ ở đâu. Bởi vì sao? Nhiều phòng máy á, họ họ chỉ để vừa 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 y cái số lượng máy, một phòng máy 40 máy, họ chỉ căn làm sao đủ 40 xe thôi. Nhưng mà họ không tính được đến cái đoạn mà khách đến họ chơi đông á, làm sự kiện á, bạn hiểu rồi. Làm sự kiện thì tất nhiên là đông quá tải rồi. Mà cái mặt trung bình nhá mọi người ha. Trung bình nhá, một phòng máy mà mình làm khai trương á, đâu đó rơi vào từ 150 đến 200 mọi người ha. Nó khá là lớn á. Có những phòng máy họ chơi rất là lớn luôn, họ thuê luôn, ví dụ ở gần đó có mặt bằng gì đó trống, hay là họ làm việc tốt với quán cà phê gì đó, họ thuê luôn chỗ để xe luôn để không bị quá tải, không bị ồn ào với trật tự, ảnh hưởng đến những người xung quanh, rồi mất công là công an họ đến là họ họ dẹp nữa mọi người ha. Rồi có những một vấn đề nữa thì để các bạn gọi là chuẩn bị tâm lý, bởi vì khi mà bạn mở phòng máy mới á, thì tất nhiên là bạn đang động đến miếng cơm của những cái phòng máy bên cạnh rồi ạ. Thì bạn cũng nên xác định đó chính là gì, đó chính là họ nhiều phòng máy á, họ cái cơ bản là làm ăn mà, cạnh tranh mà, thì trước ngày khai trương của bạn á thì họ sẽ xác định, họ chơi sát ván bạn luôn. Có nghĩa là sao? Họ x2 x3 để sao, để cho các game thủ á, khi họ nạp rất là nhiều tiền vào để được khuyến mãi đó, thì họ sẽ không qua chơi của quán bạn. Thì bạn cũng nên xác định tâm lý như vậy á. Vì vậy không có gì ngạc nhiên cả mọi người ha. Vì vậy thì chúng ta là tiếp theo nha. Tiếp theo một vấn đề nữa đó chính là về phần chuẩn bị máy móc và công tác cho ngày khai trương. Bởi vì thường á, với mình á, thì chúng ta chỉ cần khoảng một tuần thôi. Một tuần từ 7 ngày đến 10, khoảng 10 ngày thôi để chúng ta truyền thông sự kiện đó. Thì những cách ngày xưa mà phổ biến á, thì đó là chính là bạn sao các bạn nhờ vào cái game ngày xưa, là khi mà cái game Liên Minh nó còn thịnh hành á, thì đó là một cái gọi game là game nhắn tin các bạn ha. Thì chúng ta sẽ làm cái sự kiện giải đấu ở ngày khai trương nó, khiến cho càng nhiều team càng tốt mọi người ha. Thì đó cái vấn đề mà mình nói các bạn á, có nghĩa là phải cân cân đo đong đếm làm sao để
đừng gọi là đáp ứng đủ sức chứa mọi người ha. Bởi vì thường những sự kiện ngày xưa mình làm á, nó thường từ rơi vào từ 30 đến 40 team mọi người ha. Có khi đánh giải á, đánh từ sáng đến tối 10 giờ đêm mới xong. Các bạn nghĩ cái mức độ nó đông đến mức như vậy á mọi người ha. Và trong khi là cái lượng máy mà gọi là lượng máy để tổ chức giải á thì nó cũng giới hạn thôi. Bởi vì thường á mình nếu mà máy nào mà khoảng 40 máy đi thì thường á họ sẽ chủ của máy á họ sẽ thường có một cái suy nghĩ á, là sẽ giữ một một nửa để làm sự kiện, một nửa để cho khách trải nghiệm. Để ví dụ như khách đến chơi á, không có nhu cầu đánh giải á thì họ đến chơi trải nghiệm. Họ xem trò chơi chơi rồi còn những còn lại để cho đánh giải lên, thành ra nó kéo dài biết ạ. Nhưng mà làm như vậy nó rất là vui mọi người ha, bởi vì là càng nhiều người mới đến quán nó càng tốt. Tiếp theo là có một cái trường hợp nữa mọi người ha, đó chính là gì, còn những phòng máy mà nhiều máy không nhỏ rồi họ họ càng muốn cho full máy bao nhiêu càng tốt mọi người ha. Ví dụ 60 80 đi, mình lấy 40 để đánh giải được, còn lại 40 khách chơi mà. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vô á, lúc nào full máy hết. Bởi vì tâm lý người chủ á, họ muốn là full máy, ngày khai trương mà, càng full máy càng tốt. Đó. Đó là cách làm của người ha. Tiếp theo á, một vấn đề tiếp theo á, bạn nên để ý á, thì ngày xưa các bạn ạ, đây là những trường hợp hay gặp này, đó chính là gì? Đầu tiên á là thường á họ sẽ chọn một ngày thật là đẹp để chọn ngày khai trương. Rồi khi đó bắt đầu là ấn định để cho cái thi công phòng máy mọi người ha, thi công để lắp đặt máy máy móc ạ. Thì sẽ có những trường hợp á làm sao, bởi vì sự cố mọi người ha, thì thường á sẽ có những cái trường hợp như này. Một, lắp xong sớm rồi mọi người ha, lắp xong sớm rồi đó trước khoảng 2 3 ngày thì chúng ta sẽ làm gì với trường hợp đó. Đầu tiên là chúng ta là chạy sự kiện cho chơi thử miễn phí mọi người ạ. Vì không bao giờ chúng ta có xác suất gọi là 100% là chúng ta lắp máy xong á là chúng ta không bị sự cố gì. Bây giờ chúng ta làm cho chơi free luôn, cho chơi free 2 3 ngày trước khi gọi là mở máy, chơi trước khi khai trương để làm sao, để chúng ta cuốn hút người biết tới quán. Thì chơi free mà, trời ơi, game thủ học sinh sinh viên là họ rất là thích cái đó, họ đến chơi, họ tạo tạo tài khoản rồi, chúng ta có khách rồi. Thì để có những mà để cho khách biết tới trước, à có một cái quán này đang chuẩn bị khai trương cho chúng ta chơi free đó, chúng ta đến chơi chơi làm sao để tìm tòi ra lỗi. Để các bạn nên nhớ nha, trong vòng 3 tháng đầu á, nếu mà máy móc bạn gọi là bị sự cố hay gặp sự cố chơi game, biết biết rồi, game thủ á họ cục tính lắm, họ chơi game mà họ bị sự cố, họ lag, họ out ra rồi đơ máy thua thua là cái cú lắm, đã thua cái cú á, là không bao giờ là gọi là ghim quán lắm luôn, kêu bắt đầu là không cần biết là cấu hình thế nào nha, kêu máy cùi, chơi game lag mất mạng kiểu như vậy đó. Thì đó là các bạn phải lưu vấn đề đó nha. Tiếp theo là với những cái phòng máy mà thường mình gặp á, đó chính là lắp sát 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 ngày khai trương luôn, có nghĩa là sẽ dẫn đến là tình trạng á là ngày hôm sau khai trương đánh giải hoặc là chơi á là sẽ có những sự cố máy móc không đáng, tất nhiên là nó xui rủi nó sẽ xảy ra thôi, máy móc mọi người ha không thể tránh khỏi được, dẫn đến là sẽ phải bị delay này đó, bởi vì phải xử lý sự cố đây. Đó là điều phải có, bạn phải lưu ý nha, phải có kỹ thuật ngày hôm đó, kỹ thuật ngày mà khai trương á, để trường hợp mà có sự cố xảy ra xử lý luôn chạy tại chỗ luôn, để tránh trường hợp mà bị máy móc mà ngày khai trương mà bị hư hỏng và đồ rớt mạng đồ nên đều không nên, khách họ sẽ rất không thích mọi người ạ. Rồi đó là để chúng ta thường thì chúng ta mình có lời khuyên là lên chúng ta lên là lắp xong sớm trước 2 3 ngày mọi người ạ, đừng để gọi là sát ngày quá, chúng ta không có test được hết mọi người ạ, không có test được máy hết và chúng ta không có thời gian để truyền thông. Và đôi khi ấy, là mà bởi vì test nó có gắn test á là khách hàng biết tới, bắt đầu chúng ta đến tạo tài khoản á là họ sẽ có một tài khoản sẵn rồi đó, thì sau họ đến nạp tiền thôi mà, đó phải truyền thông mà nghe. Thì tiếp theo nha, tiếp theo là ngày đó là ngày thường á mình nói á, có những chủ máy họ chia sẻ với mình á thì những ngày mà khai trương á là thường những ngày đánh giải á là thường là doanh số họ x2 x3 hết mọi người á. Vì sao? Tiền tiền giờ rồi tiền dịch vụ này, ăn uống đồ
đòi hỏi các bạn phải phục vụ họ thật là tốt mọi người ạ. Rồi kêu cố gắng là nhân viên là phục vụ hết công suất, rồi cơm nước rồi chè cháo rồi cà phê rồi xịt nước uống có ga rồi chuẩn bị hết, họ gọi là phải có liền mọi người ạ. Làm sao để cho bạn các bạn nên nhớ, các bạn nên nhớ nha, nhớ mình nha, đó chính là gì, làm sao trong vòng 3 tháng đầu mọi người ạ, đây là thời gian quan trọng nhất của mỗi khi chúng ta mở vòng máy, nghĩa là vừa giữ tìm khách mới và vừa giữ chân họ luôn. Bởi vì những game thủ á, những người chơi internet á, họ có xu hướng tìm những phòng máy mới rồi có cấu hình tốt và phục vụ thật là ok. Ví dụ họ đừng bao giờ nó có khách quen mọi người ha, khách quen và khách ruột á, đến một cái thời điểm nào đó khi mà bạn không chăm sóc họ thật là tốt thì họ sẽ có tìm một bên mới để trải nghiệm. Nếu bên đó phục vụ tốt hơn bên cũ á, chắc chắn họ chuyển qua liền á. Vì vậy đừng bao giờ hỏi sao ủa gần đây không thấy bạn khách hàng A, khách hàng B, khách hàng C tủ mình, khách ruột mình nạp mấy 1-2 triệu một tháng gì gì đó không thấy đến chơi á. Thật ra chính là vấn đề của phòng máy bạn đó, bạn nhớ ha. Rồi tiếp theo là về cái vấn đề mà nếu với những thứ mình chia sẻ từ 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 đầu video đến giờ á, thì sẽ có một thứ mà có thể đến thời điểm hiện tại á, nó sẽ không còn gọi là có hiệu quả nữa hoặc là khó mà hoàn thành, đó chính là gì, đó chính là tổ chức sự kiện rồi giải đấu rồi mọi người ha. Bởi vì bạn ấy nhớ cái thời điểm mà trước hai lúc á, bởi vì biết sao không? Những người mà chơi game á, thường là họ có team này, có một cái nhóm này, một cái clan, một cái cộng đồng á, mà càng nhiều người chơi càng người gọi đi chơi theo nhóm, mà đi chơi theo clan á, mà khi mà bạn nhắm đúng cái nhóm đó thì bạn sẽ không có lượng khách cố định ở trong đó. Thường á khi mà ở những thời điểm mà 20 để mình chơi bốc trước 20 cuối 2019 đấy mọi người ha, từ cuối 2019 đổ về trước á, thì khi mà Garena mọi người ha, họ còn còn gọi là chăm sóc và đồ phát triển cái mảng game LOL mọi người ha, thì lúc ở tại thời điểm đó ở mỗi địa tỉnh á, thì họ sẽ có một người gọi là người quản lý cộng đồng về mảng liên minh huyền thoại mọi người ạ, hay FIFA có hết á, thì khi đó là họ sẽ có một cái cộng đồng sẵn á, bạn chỉ cần liên hệ với người đó, liên hệ làm giải rồi bắt đầu là làm giải để cho nhiều người họ biết tới á, bắt đầu kiểu ngồi lôi kéo, cái đó là giống như một cái minh bánh mọi người ha, chủ phòng máy nào họ cũng muốn 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 có cái minh bánh đó hết. Nhưng mà kể từ khi mà cuối 2019 đó mọi người ha, thì khi mà Garena họ cắt đi phần không còn còn hỗ trợ RB đâu á, thì hầu như tất cả các giải trên Việt Nam á, hầu như là họ cái sự kiện giải đấu á, thì nó bắt đầu nó bị gần gần bị mai một hết. Bởi vì khi đó á, không có RB thì đòi hỏi thì chủ phòng máy họ phải chi ra một khoản tiền mặt để làm giải thưởng, để làm sao mà tương ứng với số RB ngày xưa. Nếu mình nhớ không nhầm á, là ngày xưa là 8 team là 5.000 RB, 5.000 RB đâu đó là nói chung là cũng tầm đó, bạn cứ nhân ra, bây giờ mình không mình lâu rồi mình không chơi game, mình không không cũng nhớ nhớ rõ giá nữa mọi người ha, thì đâu đó gần 50 triệu á. Thì đối với từ 2011 2019 á, thì bắt đầu là khi mình cũng còn phát triển cộng đồng á, giữ được cộng đồng á, thì mình bắt đầu đề nghị với phòng máy á, thì bây giờ là đối với mỗi ngày khai trương á, thì anh chị chi ra một khoản tiền mặt để làm giải thưởng càng to càng tốt, nói chung trong tầm chi của chị đó. Một phần nữa là đối với đơn vị mà thi công một máy của anh chị á, thì anh chị nên nói họ hỗ trợ thêm một phần quà hiện vật cho giải nhất nhì ba, để gọi là tặng hiện vật mà mọi người ha, mà game thủ mà mọi người họ càng thích, vừa thích tiền vừa thích quà vật mà để đi khoe, mà cái tính nếu mà bạn là tiếp xúc bạn bạn có tự suy ra người suy ra từ mình á, dù vừa đi chơi đánh giải này, vừa có tiền này, vừa có vật phẩm này, ví dụ như là con chuột này, bàn phím này, tai nghe, cực kỳ thích luôn mọi người ha. Đó cũng là một cái chiến công để họ chụp ảnh họ khoe lên trên mạng á,
Đó là mô hình chung á, đó sẽ họ sẽ BR cho bạn về phòng máy của bạn, càng nhiều người biết tới. Bạn nghĩ đi, tại vì sao? Nhân thủ á, họ không có cần, bởi vì tiền giải bạn chi ra nó nếu mà tính vào tiền nét của họ để bỏ họ bỏ vào chưa vào á thì nó không mà là bao nhiêu cả mọi người ha. Họ không lời bao nhiêu á. À, nhắc đến về vụ tiền nét luôn mọi người ha, ngày đánh giải á, đánh giải là hầu như á, mình cũng chia sẻ cho mét luôn là đánh giải giống như những người đó giống như ngày khách 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 ghét của bạn thôi, yêu cầu nạp tiền bình thường, không có mở máy free gì hết mọi người ha. Cứ nạp tiền vào chơi bình thường á. Thì bạn tính đi, trung bình nữa, trung bình một giải ấy, ví dụ đi là 1 triệu này, 500, 300, 200 là nhau nhất nhì ba tư đúng không bạn nhớ à, nhất nhất 1 triệu này nhì 500, ba ba 300, tư 200 là rồi. Cái tiền giờ mà họ nạp vào á thì đâu đó ví dụ trung bình một phòng máy 5 5 ngàn một tiếng đúng không, thì thường á mình đánh từ 8 giờ sáng, 8 giờ sáng đánh đến tầm 3 giờ chiều là xong á, tầm 16 đến 32 tin, tầm 4 máy á thì nó cũng ngắt quá đâu. Bạn tính đi, 5 8 giờ cộng với 15 giờ là 7 tiếng. Cứ cho đánh full tiếng 7 tiếng đi. 7 tiếng nhân cho 5 35. 35 mà đối với mỗi thằng, mỗi thằng giải nhất đi, nó được 1 triệu thì ra là năm một thằng 200, 200 trừ cho 200 trừ cho 30, 30 200 trừ cho 30 ngàn. Tính ra nó còn 170 với mấy mọi người á, tiêu kẻ ăn đồ uống nữa, không bao nhiêu hết á. Cơ bản là họ khách hàng là cảm thấy vui và trải nghiệm được thôi. Nhưng mà đến thời điểm tại á thì hầu như á, là cái mà để phát triển cộng đồng á ở các con game á nó đang càng ngày càng đi xuống á, bởi vì một phần nữa là không có người dẫn dắt, thứ hai là bởi ảnh hưởng bởi dịch trong vòng khoảng 2 năm nay á, nên game hầu như không phát triển mọi người ạ. Mình có cuộc nói chuyện gần đây với một anh ngày xưa là cựu cựu đứng đầu VCS mọi người ha, nhưng là VCSA ngày xưa bên quản lý bên Liên Minh á, bây giờ anh đang nghỉ chuyển qua bên Vina Game rồi. Thì anh bảo là bây giờ tìm được các đầu nguồn á, những người mà quản lý ngày xưa ở các mỗi tỉnh á nó rất là khó, và hầu như họ họ quá tuổi rồi và họ không còn đam mê theo cái mảng game nữa, nên thành ra là cái cộng đồng nó cũng chết theo và cũng không ai duy trì hết. Thì đến đây á thì một phần nữa mình cũng muốn nói chia sẻ với bạn luôn, đó chính là bạn nên là người tạo ra cộng đồng mọi người ha. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là bạn nên tự tạo cho mình một cái cộng đồng riêng của khách hàng riêng của mình á. Ví dụ bạn tạo group này, khi bạn bắt đầu mở một con net đúng không? Bắt đầu bạn sẽ tạo một cái group riêng dành cho những gọi là hội viên của bạn. Trong cái group đó, bạn sẽ gọi là hàng ngày chia sẻ chơi game, đua game rồi bắt đầu là lâu lâu tổ chức sự kiện này, hay bắt đầu hay là góp ý quán nào á, thì bạn phải có nhiệm vụ là người duy trì và duy trì phát triển cái cộng đồng đó để chúng ta càng ngày còn có một cái cộng đồng riêng. Thay vì bây giờ nếu mà thật ra thì bây giờ bạn phát triển một cộng đồng từ được đầu cũng hơi khó, nhưng mà duy trì, nhưng mà bạn duy làm được á thì bạn sẽ có lượng khách cực kỳ cố định mọi người ạ. Bởi vì như mình nói từng nói á là đi chơi game á, đi chơi với bạn bè nhóm rất là vui, chúng họ hầu như á, chứ không phải là họ thích quán nào họ đi đâu, có bảo là họ trong ở chơi ở quán đó là họ có nhóm bạn của họ, có cộng đồng riêng của họ, họ chơi rất là vui. Bạn cố gắng làm điều đó, vì từ với thì hiện tại á thì theo mình nha, theo mình thì ngày thì bây giờ là có thêm quảng cáo Facebook đồ thì các bạn có thể áp dụng vấn đề đó, các bạn có thể chạy quảng cáo rồi từ cách đó khoảng 10 ngày giới thiệu về phòng máy, rồi bắt đầu chơi thử này miễn phí này, bắt đầu chạy chương trình. Ví dụ là thường những ngày đầu là tầm thường là khách hàng của mình á, những người mà từng làm quá thì họ khuyến mãi 3 ngày đầu hoặc là 1 tuần đầu, tùy vào gọi là sở thích hay là cái mức chịu chơi của họ. Ví dụ x2 3 ngày, x2 5 ngày, x2 1 tuần, tùy vào độ chịu chơi của họ. Họ muốn làm nào là gọi là cái gây sốc với khách hàng mọi người ha. Thì khi đó chúng ta có một ngày khai trương đông rồi á, đông vui rồi, bắt đầu chuyển qua chăm sóc cho phòng máy của mình, phát triển cộng đồng riêng của mình, những người gọi là những khách hàng thân quen mọi người ha. Thì đó là những cái thứ mà mình đã từng trải qua, mình chia sẻ cho mọi người ha. Thì các bạn có thể là rút được cái kinh nghiệm gì cho mình, bản cho riêng bản thân mình nhé, thì bạn làm ha, thì để chúng ta lại có một cái công cuộc kinh doanh thật là tốt hơn.
Xin chào và hẹn gặp lại.